Hello, xin chào mọi người. Mình là Quỳnh, mình bên Baker Sài Gòn Shop. Hôm nay bên mình sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng nón mạo hiểm phun phay vừa mới nhập về chính ngạch và được xem là một trong những dòng nón hot nhất năm 2018. Đó là dòng nón gì? Bây giờ chúng ta cùng khám phá nha. Đây là dòng nón Yohe 967 với thiết kế kiểu dáng rất là đẹp mắt, ba màu khác nhau. Thì các bạn có thể nhìn thấy đây là một cái màu dạ quang cực kỳ nổi. Bây giờ chúng ta sẽ khám phá là nón có gì khác biệt so với các dòng nón khác, cũng như là những tính năng, đặc điểm về vấn đề kỹ thuật. Ok, để bây giờ mình giới thiệu cho các bạn xem nè. Bây giờ trên tay mình đang cầm là cái phiên bản màu đỏ. Có thể các bạn nhìn thấy nó sẽ bị màu cam, bởi vì khi mà nhìn quay qua camera thì cái màu của nó còn không có đúng với cái màu thực tế bên ngoài nữa. Nhưng cái màu này bạn đi buổi tối nó sẽ phản quang lên, nhìn nó rất là đẹp. Thiết kế của năm 2018 khác biệt so với lô hàng trước đó là cái đuôi gió này. Đây là cái đặc điểm mà nhận dạng rất là đẹp. Các bạn nhìn thấy là hiện tại bây giờ các bạn rất là thích cái kiểu đuôi gió. Chỉ cần là mình gắn ở phía sau như thế này thì chiếc nón nó trở nên rất là khác biệt rồi. Đây, phía trên nón thì nó có một lỗ thông gió, sử dụng một nút. Và phía sau của nó là có hai khe lỗ để mà điều hòa gió nó ra từ phía sau này. Bây giờ mình đi vào bên trong nón. Thì nón này nó có hai kính, nút đóng mở của nó rất là đơn giản. Các bạn có thể nhìn thấy là mình sử dụng một tay và mình bật lên bật xuống như thế này. Thì cái việc hai kính giúp các bạn có thể đi ban ngày, đi ban đêm thuận tiện hơn bao giờ hết. Ở phía đây thì nó có hỗ trợ mình thêm một cái là cái mũi che. Cái mũi che này á thì giúp cho mình không bị hà hơi khi mà mình đi thời tiết hoặc là trời lạnh. Ở phía trong nón thì để mình xem. Các bạn có nhìn thấy là phía trong nón thì lớp xốp của nó rất là dày. Lớp xốp nó dày tới là gần 3 cm lận. Không, theo cm này, theo mình biết cái này là phải tới 4 hoặc 5 cm. Thì nó rất là dày. Cảm giác bạn khi mà đội vào thì nó rất là êm và thoải mái. Để mà so sánh những dòng nón này và những phiên bản trước như là Yohe 978, Yohe 970 thì mình tin rằng là Yohe 967 là được cho là một trong những dòng nón là phiên bản tốt nhất năm 2018 hiện nay. Thì nón này là cân nặng của nó là 1,4 kg cộng trừ 50 gram, và nó đạt tiêu chuẩn là ECE 2205 và chuẩn DOT, và có thông số kỹ thuật ở đây các bạn có thể xem. Và nhập chính ngạch qua test 3, và đây là tem của công ty nha mấy bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đội thử cho các bạn xem. Đây, mình đang đội một chiếc nón phun phay Yohe 967 thì nó rất là ôm, cực kỳ ôm luôn. Các bạn có thể nhìn thấy hai bên đó, nó rất là ngầu. Thực sự khi các bạn nói đội phun phay là nó to, nhưng mà theo mình nghĩ là nón phun phay nào cũng to hết trơn à. Chẳng qua đó là cái cảm giác ban đầu mà của mình khi mà đội nón phun phay thôi. Thì những dòng nón nhập khẩu như thế này á, thì cái điều đầu tiên mà mình tin rằng các bạn sẽ thay đổi đó là cái về vấn đề chất lượng của nó. Thì hiện tại bây giờ bên mình đang có 3 màu của phiên bản Yohe 967 năm 2018. Thì mình sẽ lấy cho bạn thêm 2 màu để các bạn tham khảo ha. Đây là màu vàng xanh, có thể nói là vàng dạ quang. Cái màu này cũng là max ngầu luôn đó. Về thiết kế thì nó tương tự với cái màu đỏ dạ quang lúc nãy, nó cũng không có khác gì nhiều, nó chỉ khác nhau là cái về kiểu dáng bên ngoài thôi. Mình xoay một vòng cho các bạn xem nè, giờ mình đổi lên nè. Cái này hình như mình đang đội là size XL thì nó hơi rộng. Về thì những dòng phun phay thì cái cách mà chọn size cũng rất là quan trọng. Nó ảnh hưởng tới nhiều về vấn đề khi chúng ta di chuyển đường dài. Nếu mà các bạn đang có nhu cầu thì các bạn có liên hệ với shop, shop sẽ tư vấn size kỹ cho các bạn ha. Thêm một size, một loại màu nữa. Cái màu này là đen vàng. Màu này cũng rất là đẹp. Đây, để mình quay cho các bạn xem.
Cũng hai kính. À, một phần nữa mình chưa nói ở trong ban đầu á, là cái nón này á, thì nó có hỗ trợ thêm cái phần lót lưới ở đây nè. Cái lót lưới này á, nó sẽ giúp cho cái gió, luồng gió nó không có lùa vào, nó làm cho cái khuôn mặt của mình nó kín hết luôn. Thì khi mình chạy với tốc độ cao á, thì mình không có bị ù tai, mình không có bị gió nó lùa vào, cảm giác khó chịu. Thì nó cảm giác của nó rất là ấm, đặc biệt là mình đi những thời tiết mà lạnh hoặc là thời tiết mà ẩm ướt. Ok, đó là review của Biker Sài Gòn Shop về cái dòng nón do 2967. Hy vọng là các bạn có thể chọn được cho mình một dòng nón full face thật là tốt, đặc biệt là cho dịp lễ 30 tháng 4 sắp tới. Ok, xin cảm ơn các bạn.